khổ thân như thế lắm. Nói chuyện rất thương cái ghế nên dễ hiểu. Để còn cảm động anh ở cả lạnh. Nói chuyện thương cái ghế. Mày ơi, chị tao ở Tây Mỗ, cái lúc mà cái chuyện lúc vừa bùng ra ấy, chị tao sợ không dám nói, xong rồi về quê phải nói dối đúng không? Mày không đi làm mà ở nhà lâu đấy. À, mới nay con được nghỉ phép mà, con xin nghỉ phép về nhớ bố mẹ quá. Đêm, xong rồi cái đêm chắc là cách đấy tầm 4 hoặc 5 ngày. Thì cái đêm hôm đấy là lúc đấy là bọn tao định đi cái gì quan lạng ấy, mà tao nhắn lên nhóm của mày ấy. Nhưng mà sáng hôm sau mưa, nhưng mà đêm hôm đấy bọn tao đã định đi rồi. Xong rồi bọn tao sang bên đấy để lấy cái tòa của chị tao là tòa S302. Cái tòa đấy là S403 đúng không? Thì nó nghe cách xa đấy nhưng mà nó đằng sau luôn. Xong rồi đi qua ấy, vẫn thấy kiểu mọi người hoạt động bình thường. Trong khi lúc 1-2 giờ đêm rồi thấy mọi người vẫn đi lại các thứ bình thường, đèn bình thường. Xong rồi tao đến tầng 17, tao vẫn thấy kiểu có đèn sáng. Lựa chọn với Hà Anh là sáng suốt. Không phải đâu mày ơi, nếu như mà ăn cái đấy xong ấy, và phải uống cái gói chữ Y ấy, thì nó mới đỡ. Ừ, nó không thể dạ dày, nó không nó nóng, nó không chịu được đâu. Lấy được gì đâu. Ôi thì chả thấy ăn mấy cái đấy là có tốt đâu. Đặc biệt là đau dạ dày ấy, nó bị nặng rồi, nó bị rét rồi, sợ. Nhưng mà nếu mà thèm thì tao vẫn bỏ qua mọi thứ để đi. Trước khi đi thì anh làm một bát mì tôm chanh bỏ khô để cho dạ dày nó đau thì tẩm lên nó. Vậy đây bây giờ mày có phải uống thuốc chữ Y không? Nó làm cho con Y là mày ơi nè.